ngon chứ. Ốc này cũng ốc bự này. Cái này xịt nó 500 mà thấy mà em mặc nữa. Lấy bị đưa hết 100 ngàn cho nó thì mà giữ nó. Ngon quá. Con này em biết không, ăn thơm. Con này ăn sao chị? À luộc nó ăn như con ghẹ mà điều đó có một cái là nó hơi xương mà thơm thịt lắm. Cái mu này là gặt không à. Là mình chỉ ăn cái mu này thôi hả? À ăn cái mu mà cũng nhai cái này cũng được. Nó cũng ngọt mà điều nó hơi xương. Trứng á, ngon lắm. Con này có bánh chén ngon mà. Ủa? Bánh chén nó y như con hào em biết không? Rồi mình cạy cho mày ra có phần tối ăn hả chị? Luộc luôn là nó tự bung ra, nó cái cầu nó gì nè. Dạ. Cái thịt nó bị gì nè. Chị Năm cho em cái bị gì Năm? Cái bịch đi. Con này nhiêu ký chị? Tôm đó thì 70 em mà ngon đó. Tại đồ. Cái này chị mua về ram đúng không? Mua về ram đúng không? Còn tí ha. Cái này em lấy vậy cho mấy cái ngon rồi. Hay là em ăn vậy đó thì chờ qua con lấy. Qua con thì mình mua lại 1 ký còn nậu lâu có 10 ngàn à. Tại này vậy sống vậy nhà hết đó chứ em mua mấy người kia là người ta ngâm. Dạ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thái Thiết Phố. Sáng nay thì mình đi ra một cái cảng gần nhà, người dân ở đây gọi là cảng Phú Hài. Thì các bạn thấy là sau lưng mình rất là nhiều tàu và ghe. Thì hôm nay mình sẽ đi đến đây quay cảng cá này, cũng như là xem là cảng cá này có nhiều loại cá hơn ngoài bãi biển hay không. Sẵn đây thì mình sẽ cho mọi người coi quang cảnh ở quanh đây luôn. Cảng cá Phú Hài là một cái cảng nhỏ, ở đây cũng rất là rộng. Ở đây cũng có một số người người ta mua lại từ ghe, người ta lên thì người ta bán nữa. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi một vòng quanh cái cảng cá này nha. Giờ mình sẽ đi dọc dọc ở đây. Ở đây thì có cả những cái bậc đi xuống, mọi người đi xuống đây, đi xuống cái thúng, xong rồi lên những cái tàu lớn này để mọi người đi ra ngoài khơi. Giờ thì sẽ đi ra ngoài cái bãi chỗ người ta thông mua cá. Ở đây thì mọi người nếu mà mua hải sản thì mọi người phải đi mua qua một cái chủ tàu. Ví dụ như người ta sẽ có người thu mua ở trên này hết rồi. Từ ghe lên thì mọi người muốn mua thì mọi người phải mua qua cái người người ta thu mua đó. Ở đây thì mình thấy có nhiều loại cá hơn ở ngoài bãi biển. Thì mình thấy là ở đây có cá to nhiều hơn. Mọi người đi tàu thì mọi người sẽ mua đồ ăn ra rất là nhiều. Mọi người mang ra để mọi người đi vài ngày. Ở đây thì người ta bán sỉ cá và bán theo khay. Có cá ngừ rất là ngon luôn. Đây là cá chích. Đây là những cái tàu mà người ta đi rất là xa, người ta sẽ ướp đá, người ta mang cá vào. Cá đây thì có rất nhiều loại luôn, có chích, cá ngừ. Ở đây thì mọi người mua thì mọi người bắt buộc phải mua qua những cái người chủ. Những người chủ người ta sẽ mua, người ta sẽ ghi như vậy nè.
rồi hàng này là hàng bán sỉ nên người ta sẽ bán theo từng những cái khay gì luôn, chứ người ta không có bán lẻ một hai con. Nếu mà muốn mua hai con thì chắc là mọi người sẽ tìm cái người người ta thu mua, mọi người mua lại. Cá ngừ to nè. Khay đó khoảng 10 kg và 540, chắc 50 mấy ngàn một ký thôi. Đi vài ngày thì mọi người đi vào thì mọi người sẽ để lại một ít rồi chia nhau, mọi người ít con mang về ăn, còn lại thì người ta sẽ bán. Thứ nhất là người ta sẽ thu mua, người ta mang ra chợ. Thứ hai là người ta sẽ mua về người ta làm nước mắm. Hôm nay thì mình ra đây thì không thấy có cá cơm, mà hôm nay thấy toàn cá ngừ với cá chích thôi. Đây một số người quen thì người ta có thể ra đây người ta mua cá, người ta lựa những con cá ngon người ta mua về người ta ăn. Đây người ta cũng thu mua sỉ luôn, đi kiếm cái chỗ nào bán lẻ. Chỉ lấy càng thôi, người ta bán những cái càng này về người ta đem với ớt, còn cái mình thì hầu như là mình thấy là ngoài nó không có bán, thế cái mình nó không có thịt. Có những con ghẹ rất là to,
Ốc này có bán không con? Bán. Con có con nó có thịt rồi con. Trời ốc này ngon chứ. Ốc này con ốc bự này. Đây này thịt nó nằm trong này thấy mày em mặt lên. Lấy cái bị đưa hết 100 ngàn cho nó thì mà giữ cho nó. Ngon quá. Con này em biết không ăn thơm. Con này ăn sao chị? À luộc nó ăn như con ghẹ mà điều đó con cái là nó hơi xương mà thơm thịt giống cái mu này nào gặt không à. Rồi mình chỉ ăn cái mu này thôi hả? À ăn cái mu mà cũng nhai cái này cũng được. Nó cũng ngọt mà điều nó hơi xương. Trứng á, ngon quá. Con này con bánh chén ngon mà. Ủa? Bánh chén nó y như con hào ấy biết không? Rồi mình cạy cho mày ra có phần có ăn hả chị? Luộc luôn là nó tự bung ra nó cái cậu nó gì nè. Dạ. Cái thịt nó bị gì nè. Vậy anh cho em cái bị gì anh? Cái bịch đi. Con này nhiêu ký chị? Cơm đó thì 70 em mà ngon đó. Tại đồ. Cái này chị mua về ram đúng không? Mua về ram đúng không? Còn tí ha. Em mua mua ốc con à, tự ấy em mua trong cái đó. Cái con ghẹ thì bán sao chị? À ghẹ đó con đầu nậu em à. Em lấy nguyên qua bên đây con. Là mình phải mua qua người khác hả chị? Không, qua đầu nậu thì bên đây mình lấy tự bán được. Cái ấy em cần gì sao đó. Cái này em lấy ghẹ trong đây cũng ngon. Hay là em ăn ghẹ đó thì chờ qua con đó. Qua con thì mình mua lại 1 ký đầu nậu là có 10 ngàn à. Tại này ghẹ sống vậy nhà hết đó chứ em mua mấy người kia là người ta ngâm. Dạ. Có ta để lấy đồ. Ghẹ đó thì bao nhiêu 1 ký? Tùy theo. Tùy size hả? Size. Cái lũ này bao 400 này, cổ này 150, 200 gì á, tùy theo. Thêm mấy con được không? Để qua kia dù ăn kia. Phải qua bên kia luôn hả? Ồ ở đây là mình mua là mình phải đi mua qua chủ hết hả chị chứ hồi nãy có bán không thì đâu nậu nãy đâu mình chuyển dưới kia lên là cá mà chị à cá mà chị làm đúng rồi mình phải mua luôn cái là lên là có chủ người ta không mua hết rồi. À. Nghĩ đó lượm một hồn quá trăm mấy heo đâu bỏ ký con cho nó luôn ơi bên đây bỏ ký con lên con đó bé cho nó luôn em nó cành như vậy này em đừng có cành vậy. Ghẹ xanh với ghẹ đó thì ghẹ nào ngon hơn chị? Đó, ghẹ vàng một loại này. Ghẹ vàng nó mắc hơn hả? Ghẹ vàng nó mắc hơn ghẹ này. Lắm nha, em giữ nha. Em giữ ngàn con đó ha. Bây giờ bỏ con cái này lên cho nó nửa ký nữa này. Này bao nhiêu tiền vậy chị? Okay, ôi trời. Rất đúng rồi. Mày cá 3 lẹ hả? 3 lẹ hả? Không lấy nó cỡ nó chị em. Bây giờ con nó nửa ký này 70 nữa ha. Là đủ 220 cho nó ha. Này mấy cái này ngon là em mình nhẹ nhàng không ăn. Dạ. Giờ nửa ký bỏ vô đó không? Xem cái bịch rồi, như đây không bỏ đủ. Có bị không? Có bị không? Ở đây đây thôi xuống. Một con trước, còn con nữa. Bị gãy vào, anh lấy luôn vào thôi em để bé nha anh. Để bé nha anh. Cái này em cần ký là nửa ký. Cái kia 150 chứ cái này 70 là 220. Dạ. Hay là bỏ đủ 2 giữ luôn nha. Dạ bỏ đủ 2 giữ luôn. Như ký chị. 5 giữ ngàn ký em. Rồi bị lớn đi. Còn sống không á? Con gì đem? À con đó con sắp biển em. Cái nó dài dữ ta. Dạ cho nè. Sống một con năm nay. Sắp sao gì nó sủi lơi vậy. Sống thượng thôi. Bỏ cái này này, cho bả coi. Năm bỏ vô là nó thở liền à. Con nó chết rồi em à. Chết dầu có này. Cái miệng hả, không chờ má đó cái. Chị mua chị có thấy không? Cái miệng nó hả đâu. Giờ mình phân sai sao mình bán cho bựa hả con? À, đầu nậu con này em này. Đây có lửa cỡ cho cậu luôn, đủ luôn này bên con á, bên nhà bà ấy nghỉ sạch sẽ hết rồi. Cái đứa đó bén giọng hả? Ai bén? Giọng bén thâu đúng không? Người. Ông không bằng ép giá mà bén giọng chi? Thôi con đi cô. Đưa tiền đó luôn đấy, cậu đưa lại cho Hiền. Hiền, Hiền ơi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đi mua được một ít ghẹ với lại một ít ốc để về nhà ăn. Thì ở cái bãi này thì đa số là nếu như mọi người mua thì mọi người phải mua qua trung gian hết. Có đầu nậu người ta không mua hết rồi. Mình lên mình mua. Nhưng mà mình nghĩ là giá cũng khá rẻ. Tại vì người ta ăn trên lời khoảng 5 đến 10 ngàn một ký. Còn với lại đồ này là mới lên thì các bạn sẽ chọn được là những con nào nó còn tươi.
còn ra chợ thì hầu như nó sẽ chết hết rồi. Nếu như mọi người thích cái video này, mọi người có thể nhấn like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì Thắng lên cao rồi, mình đi về đây. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.